Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với video về xe tiếp theo của mình. Đấy, hôm nay lại tìm được một con gọi là 133S độ dị, lại quay lên cho anh em xem đây. Đó, như ở phần đầu video ấy, anh em đã được xem phần intro của nó rồi nhá. Một con 133S này độ khá là dị đấy, nhiều đồ. Nhưng mà cái độ hoàn thiện và cái độ gọi là thẩm mỹ của nó không cao đâu. Nhưng mà thôi, cứ quay lên cho anh em xem giải trí thôi. Anh em thấy sao? Bây giờ mình sẽ gọi là đi vào chi tiết và xem con xe này nó có những cái gì nha anh em nhé. Đấy, nói chung là mình không biết bắt đầu từ đâu bởi vì nó có nhiều thứ. Thì mình cứ bắt đầu gọi là theo truyền thống đi, theo như kiểu mình hay làm ấy. Đầu tiên thì con xe này dàn nhựa của nó được lên hai bộ tem. Đấy, một phần là được dán gọi là chrome xước. Đấy, chrome xước đỏ. Đấy, phần dày trước này và phần bụng này đó, và bộ tem thứ hai là bộ tem gọi là candy thường, chủ đề là cha mẹ. Đấy, ở đây chúng ta có thấy samurai các thứ này, còn ở phần mình này có chữ cha mẹ này. Đấy, anh em thấy không, và kèm theo đó là khá là nhiều tem rời luôn anh em ạ. Đây, ô lìn ô liếc cảnh báo các thứ rồi. Thì với con xe này mình cứ đi chỉ gọi là từ đằng sau đi, từ đằng sau đằng trước đi. Rồi, đầu tiên thì chúng ta cứ đi cái phần chân chống đã. Ở đây chúng ta có một cái chân chống độ, nhưng mà độ gọi là hỏng hóc của nó thì cũng khá cao rồi. Đấy, chập vá nhiều. Thôi nói chung là mình cũng không cần nhắc đến cái chân chống đấy làm gì. Rồi, ở chân chống giữa thì tháo ra và lắp một đôi chống đổ của cái gì đây, mình cũng chả biết là chống đổ gì luôn. Đấy, thấy cho nhanh. Đấy, một đôi chống đổ đây này. Rồi, tiện CNC vàng nhá. Ở đằng gầm này chúng ta có thể thấy không, ở đây em ấy có lắp một quả U7 này ở gầm này, để chiếu vào cái phần nhựa mica chắn đằng sau của nó. Nói chung là mình cũng chả biết chắn gì, nhưng mà chắn đèn đấy, kinh drang này đó, bọc yên Master Energy này. Phần tay xích sau đây được em ấy cắt ra để tạo sừng này. Đấy, cũng han gì khá là nhiều rồi. Nói chung là quay cho anh em xem, anh em giải trí thôi. Đó, về phần phuộc, phuộc thì em ấy đã quay ngang phuộc ra để tạo độ gọi là khác biệt. Đấy, quay ngang phuộc ra này, bởi vì cái phuộc này, cái bình dầu này nó cũng chả có tác dụng gì cả anh em ạ. Nó chỉ có cái tác dụng là để giải trí thôi, để trang trí thôi. Còn cái chủ yếu là cái phần giảm xóc này, nó nhún này. Đấy, phuộc này không liên quan nhá. Chỉ có những cái phuộc nào đắt tiền từ các thương hiệu lớn mà của mấy con phân khối lớn ấy thì nó mới có cái tác dụng thôi, nó có sầu bên trong này. Đó. Ở đây em mới có lắp thêm một đôi chống đổ Rizoma này, vàng này. Đó, có nâng phuộc này. Đấy, nâng phuộc cả trên cả dưới luôn nha anh em nhá. Đây, trên này, dưới đây. Đó, nâng phuộc này. Tem rời này. Ở đây em mới có lắp thêm cả cái bình dầu. Cái bình dầu này là từ cái phần này ra này anh em này, lắp vào đây trang trí thôi. Đấy,
nó có tác dụng gì đâu, mình bảo rồi mà, có tác dụng gì đâu. Đấy, để trang trí tạo độ hòa mố thôi. Đèn hậu, đèn hậu đã được em dán rất là nhiều thứ chằng chịt vào này. Đó, rất là chằng chịt luôn. Biển, biển thì em đã chế pad và em bắn biển vào trong này. 17MD4 này, 03171 này. Đấy, chuẩn hưng hà luôn em nhé. Ở đây em còn lắp thêm một vài cái của phần gù ở tay ga ấy. Đấy, lắp vào đây trang trí này. Đấy, hai phần bình dầu này. Đó. Ở đây thì ngay cả phần gắp, phần gắp đã được em dán cái tem của cha mẹ, chắc tem thừa dán vào đây. Đó. Rồi, đây có một đôi chống đổ rhizoma bạc nữa này, để nên chắc là để người sau đứng hoặc là trèo lên này. Đấy, kiểu thế. Đấy, bên này tương tự như bên kia thôi. Chống đổ này, quay phuộc này. Bình dầu này tháo từ chống từ phuộc xong rồi lắp vào đây trang trí này. Đó. Một vài chi tiết dán carbon này. Đấy, dán tem cha mẹ này, các thứ. Rồi, bên này thì cũng vậy thôi. Bên này thì chống đổ này. Bên kia cũng chống đổ này. Đây, dán cả khắp này. Đó. Cái phần sắt này là giới thiệu với anh em, đây là phần phần để lắp gọi là gì nhỉ? Để lắp chắn bùn sắt power. Đó. Về phần động cơ thì đây động cơ zin thôi. Xe này của HK3 này, đã được em sơn lại động cơ màu đỏ này. Lốp thì là lốp 90 này. 90 sạc 12 này. Đó. Lốp này lốp của Sobek anh em ạ. Đấy, lốp Sobek. Một thương hiệu khá là quen thuộc. Ở sâu trong kia thì em ấy có lắp thêm một vài cái cúc áo này. Đó. Anh em nhìn sâu bên trong mình thì thấy nhá. Rồi. Rồi đằng sau thì tạm thế đã, bây giờ ra cái phần điểm nhất là sau anh em ạ. Là phần phanh. Anh em có thể thấy không? Đây là phanh đĩa anh em nhá. Đấy, em đã chế phanh đĩa cho con xe này. Phanh rất là ăn luôn, mình vừa thử rồi, drip được luôn anh em ạ. Đấy, phanh rất là ăn luôn. Đây. Đó, phần đĩa tím này. Chế một combo đĩa này. Rất là ăn luôn, phanh trước không ăn nhưng mà phanh sau phải ăn. Đấy. Heo thì heo 2 bit thôi anh em nhá. Đấy. Đó. Cái chi tiết này là cái chi tiết là đáng tiền đây này. Đấy, chi tiết đáng tiền luôn. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ lên dàn chân sau, dàn chân trước. Trời nó khá là nắng gió anh em thông cảm nhá. Đây dàn chân trước. Mình cũng không cần phải nói nhiều đâu. Mâm zin, lốp zin 90-90-12, heo 2 bit. Đấy, và một số các cái đồ linh tinh chế cháo vào để cho nó tạo độ cồng kềnh thôi. Phuộc thì là phuộc zin, dán ô lìn các thứ. Đó, bây giờ mình sẽ quay bên này, bên kia cho anh em xem này. Đấy. Đấy, thế chưa, nó cũng chỉ có như vậy thôi, không có gì nói nhiều đâu. Bây giờ cái điểm mà chúng ta muốn nói đến là phần trên này. Phần trên này chúng ta có một hệ thống dạng đại loại giống kiểu cánh gió của H2 anh em nhá. Đấy, ở đây em ấy có lắp thêm chế mủ nhựa hai cánh gió của kiểu H2 này. Đấy, phần đầu đã được em hàn lại hàn khung này, khung vuông này. Để mấy nữa em ấy bảo dự định của em ấy là em đang đặt cái đèn 3 tầng ấy. Đấy, để em ấy lắp vào đây này. Đấy, đèn 3 tầng lắp vào đây này. Đó. Bên trong này em có lắp một quả đèn L4 ngắn này. Đấy, có cả chóa vàng này. Coi ngân này. Đấy. Đó. Nhựa này, phần nhựa đầu này là nhựa của con gì nhỉ? Con Zoomer. Đấy, phần nhựa của Zoomer lắp vào. Và đây có cả xi nhan này. Đấy, xi nhan. Đó, cho cả hai bên luôn. Rồi, lên trên này một chút thì ở đây chúng ta có combo gọi là mắt cú. Đèn này, đèn của Exeter 150 này. Lồng vào đây là một đôi U7 này. Đấy. Bắn vào đó là màu của Novik. Đó, kèm theo hai cái cánh gió nhìn khá là hay ho đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần cuối con xe này, phần ghi đông. Đấy, nói chung là mình nghĩ là các kỹ thuật của cái công ty xe sẽ khóc thét khi nhìn thấy cái bộ ghi đông, cái dàn đầu này. Nó là một cái tổ hợp rất là nhiều thứ luôn anh em ạ. Đầu tiên là mình muốn nói đến phần hệ thống dây điện anh em nhé. Dây điện này toàn chơi dây điện gọi là điện sinh hoạt thôi. Đấy. Cái dây như thế này thì cái độ hao pin của nó, hao điện của nó thì thôi chấm hết luôn đấy. Chả hiểu cái gì luôn. Rồi, tiếp theo là hệ thống chìa khóa anh em ạ. Anh em đã bao giờ nhìn thấy cái kiểu chìa khóa này chưa? Đây, chìa khóa của nó đây. Đấy. Chìa khóa dạng phích cắm nhá, ổ điện phích cắm này. Cắm vào là mới có điện này. Đấy, anh em thấy cái độ ghê gớm của nó không? Quá là ghê gớm luôn. Đầu còn ngặt này. Thôi đừng ngặt mà. Thôi ngặt rồi, thôi chỉ ngặt luôn. Đấy. Rất là ghê luôn.
Ở đây chúng ta còn bộ ghi đông Moxy này, Moxy Gold, Moxy đỏ. Đấy, nó được em chế cháo và thêm rất là nhiều thứ linh tinh này. Sừng xiếc các kiểu này, các thứ này. Đó. Mình sẽ dựng con xe này lên để quay cho dễ này. Đấy, nói đến đâu thì mình sẽ nói chỉ đến đấy nhá. Đèn. Đấy, đèn hệ thống đồng hồ báo này. Đây mình sẽ gọi là cắm cho anh em xem nhá này. Khi rút điện ra này. Đấy. Khi mình cắm vào này. Đó. Chìa khóa này nói chung là chỉ cần một cái kéo cắm vào cũng được. Hoặc là nhà nào mà bán đồ điện thì vào đúng mất có 5.000, 10.000 là lấy được cái xe này ngay. Rồi. Ở đây chúng ta có một cái kẹp điện thoại này. Đấy, một đôi sừng này. Ừ. Hai bên đó là hai quả L4 này. L4 thường này. L4 LA này. Đó. Ở đây chúng ta có một cái công tắc 3 nút của Quái Ngân nhá anh em nhá. Ừ. Cùng công tắc điện của FZ giống mình lắp trên xe của mình ấy. Đây. Có passing này. Có bật đèn này, pha cốt này, xi nhan này, còi này, đấy. Đấy. Còi ô tô anh em ạ. Ghê gớm thật. Bên này thì có cùng công tắc tắt bật động cơ này. Còi tiếp này. Nhưng mà em lắp chỉ để kiểng thôi. Kiểu vậy. Rồi. Bao tay của RCB này. Đấy, cho cả hai bên luôn. Bên này thì em ấy có lắp chống đổ gọi là bảo vệ tay phanh này. Đấy. Bên này thì lắp gương gù và bảo vệ tay phanh. Đó. Đây. Bảo vệ tay phanh này. Kèm theo phanh đỏ này. Phanh 6 số luôn nhá. Đấy. Phanh này là phanh trước theo xe luôn này. Đấy. Còn phanh bên này là phanh sau. Phanh sau chế này. Chế phanh đĩa này. Đấy. Rất là ăn luôn đấy các bạn. Vừa mình drip được luôn đấy. Đây mình sẽ quay cái chuyển động của cái heo này cho anh em xem này. Đấy anh em thấy không? Ghê em mới đùa đâu. Rồi bên này thì bình dầu. Đấy, lắp thêm một cái bình dầu rời gọi là Brembo Fake này. Kèm theo pad khó titan này. Đấy, kèm theo dây dầu thứ nữa để trang trí thôi. Đó. Phanh 6 số này. Bảo vệ tay phanh này. Đấy, gương gù này. Đấy, chống chóa các thứ này. Đấy. Đấy. Nói chung là tổng thể xe có những cái món đồ đấy. Nói chung là con xe này độ khá là dị cho nên là mình muốn quay cho em xem thôi. Đó. Nói chung là anh em xem giải trí cũng được. Xem tham khảo cũng được. Chả sao cả. Không vấn đề gì. Anh em còn xem thì mình còn làm thế thôi. Khi là thế rồi nhỉ. Xe này cũng chỉ có từng đây đâu thôi. Bây giờ thì bye bye. Hẹn anh em các video tiếp theo. Bye bye.